là chiếc lưỡi cưa chuyên để lắp vào máy cắt cỏ để cưa cây. Ví dụ như các bạn có những cái diện tích cỏ mà lẫn với thân cây đường kính khoảng tầm 8 cm mà các bạn không muốn đầu tư thêm những chiếc máy cưa thì các bạn có thể sử dụng tận dụng luôn những chiếc máy cắt cỏ của các bạn để dùng. Đây là chiếc lưỡi Musso của Sanyo Metan, của cái nhà máy hàng đầu luôn trên thế giới chuyên về sản xuất lưỡi cắt cỏ, lưỡi cưa. Thông số đây, lưỡi này là 225mm, 24 răng, có thể sử dụng với những dòng máy cắt cỏ chỉ cần 25cc đã phát huy được tối ưu rồi. Đây là QR để các bạn quét vào website, vào trang YouTube của hãng. Thông tin của nhà máy rất là rõ ràng nhá, Sanyo Metan. Đây các bạn thấy không? Thông số rất thể hiện rất rõ ràng này. Đây là lưỡi Musso. Thép thì tất nhiên nó là SKS5. Anh em mà dùng cái lưỡi này thì rất an toàn, rất rất an toàn. Đây check video này, QR để các bạn check video để xem cái lưỡi này nó sử dụng như nào và hiệu quả hay không. Về chất liệu lưỡi này, SKS5 made in Japan. Các bạn có thể thấy thông số không? 24 mắt nhân 225 đường kính nhân 1.8 là độ dày, và nhân 25.4 là lỗ. Logo của Sanyo Metan này, Sanyo Metan SKS5 Made in Japan. Các bạn để ý rất sâu và rất kỹ vào cái răng mắt nhá. Bổ chiều dọc ra này, anh em nhìn này, chiều dọc nhá, nó sẽ nghiêng về bên này và nghiêng về bên này, kiểu so le ấy. Một mắt nó sẽ bẻ về hướng này, một mắt bẻ về hướng này, cực kỳ an toàn. Đây các bạn thấy cái vết gập này không, gập hướng lưỡi này, răng đây, hướng mắt răng đây, răng này, kiểu so le đấy. Đây các bạn nhìn không, lưỡi này hiệu quả tiết kiệm. Ví dụ như là các bạn mòn ấy, các bạn có thể dùng rũa cưa đặt vào đây là rũa thôi. Đây đặt vào đây an toàn cực kỳ luôn, vào tải cực kỳ nhẹ. Mình đã thử với máy 26cc rồi, có thể cắt được những cái thân cây có đường kính từ 7 đến 8cm một cách đơn giản và nhẹ nhàng, an toàn tuyệt đối. Khi mà cắt máy vào tải và lưỡi cái vào thân cây ấy thì cái me này nó không móc hẳn nó luôn mà nó sẽ hơi chéo ra như thế này để cho nó giảm lực. Nếu mà móc như cái móc câu á mà vào trực tiếp thân cây thì nó sẽ nặng tải cho máy. Lưỡi này nó thiết kế kỹ an toàn luôn. Và khi mà nếu mà va vào đá hoặc gạch này, các bạn thì nó chỉ va vào một tí ở đầu này mẻ thôi, không bao giờ bị sao. Và khi mà mẻ như thế các bạn dùng rũa rũa lại rất an toàn. Lưỡi này là lưỡi Musso đấy, của Sanyo Metan. Lưỡi này có giá là 450.000 đồng một cái, phí vận chuyển cho các bạn luôn. Nếu các bạn nhu cầu thì có thể liên hệ điện máy Mỹ Sơn nhé. Đây là dòng lưỡi duy nhất trên thị trường chuyên để cắt thân cây lắp vào máy cắt cỏ.